Chào tất cả anh em đến với kênh Bên Gaming. Thì trong thời gian vừa rồi, Đấu Trường Chân Lý cũng đã cập nhật phiên bản 10.10 trên cả bản PC và mobile. Thì khi mà cập nhật một phiên bản, chắc chắn cái meta của trò chơi cũng sẽ thay đổi. Chính vì vậy nên trong video hôm nay mình sẽ cập nhật những cái meta, những cái đội hình mới mà sẽ mạnh hơn trong phiên bản 10.10 cũng như là top những đội hình trong phiên bản 10.10 đến cho anh em nhé. Ok, còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu. Ok anh em, đầu tiên là đội hình 6 nô loạn. Với bàn cờ này thì chúng ta sẽ có những tướng chính như sau. Đó gồm Mataji, Yasuo, Yid, Sona, Yinit, Ganbalan, Aurelion Soi, Lulu. Và quân bài thứ 9 anh em có thể thêm Mid Fortune. Và đối với đội hình này thì mình có một số mẹo và lưu ý cho anh em như sau. Máu chốt của đội hình này là trữ tiền tối đa và nâng cấp 8 càng nhanh càng tốt. Có mục tiêu cuối là có thêm Gamelan hoặc là Aurelion thì càng tốt nha nè. Và nếu ưu tiên dùng đồ cho Gamelan thì ít nhất là phải có một giá thiên thần và một đồ sát thương phép như là mũ phù thủy. Còn đối với Master Yi thì không cần thiết phải lên 3 sao, nhưng nếu anh em nào mà không cần roll vẫn có lấy được 3 sao thì càng tốt. Còn Zenith thì sao? Đối với Zenith thì chúng ta có thể đem đem vật lý cho nó như cái đồ mà mình đã đề xuất ở trên cái bàn cờ đây. Và trong thời gian cuối trận anh em có thể lấy Mid Fortune để thay thế cho Lulu, và sau đó chúng ta lấy Lulu sau thì vẫn ổn. Nếu bàn cờ có 9 quân cờ thì Mid Fortune và Lulu luôn là hai quân cờ rất tốt cho bàn cờ này. Còn Aurelion thì anh em có thể mang xẻng để tạo ra một cái bọc phá, tất nhiên là vừa chơi chiêu mà vừa gây choáng thì rất là mạnh. Đặc biệt trong bàn cờ này, đối với quân cờ Yid thì nếu anh em lên được 3 sao thì nó rất là mạnh. Chúng ta nên lên Yid 3 sao và trang bị cho nó trượng thiên thần cũng như là vòng âm lưu đen hoặc là mũ phù thủy. Ở đây thì mình thấy lên hai cái trượng thiên thần với một cái vòng âm là quá tuyệt rồi. Và đội hình thứ hai mình muốn đem đến cho anh em trong meta lần này đó chính là 6 pháp sư kết hợp với hai tướng bộc phá. Nói về sức mạnh đội hình này thì anh em có thể dùng đem về cho VCOD. Đây chỉ là cách lên đồ mình điển hình thôi, còn sẽ có nhiều cách lên đồ của anh em sáng tạo hơn. Anh em có thể dùng đem phép về cho VCOD hoặc là dùng đem lên trên phía trên cho Dumbo và Gamblan như mình ở đây. Nhưng mà có thể thời gian đầu thì chúng ta sẽ dùng đem nhiều hơn cho bên thủy pháp sư hơn. Còn về giai đoạn sau thì anh em có thể, khi mà anh em roll được Gamblan với Dumbo thì anh em có thể dùng đem cho nó. Vì khả năng mà ra Gamelan thì nó cũng không được cao, cho nên đây cũng chỉ là một cái đội hình rất là, nói chung là nếu anh em nào có nhân phẩm tốt mà chơi được đội hình này thì chắc chắn anh em sẽ ở trong top 4 trở lên. Vì đơn giản đội hình này cái sức công phá của phù thủy pháp sư thì anh em cũng đã biết nó như thế nào rồi. Đằng này nó còn kết hợp với cái bọc phá đó là gây choáng nữa thì thôi rồi, đội hình địch nó cũng gây khống chế rất là khó chịu. Và đội hình thứ ba mình muốn đem đến cho anh em trong lần này đó chính là một đội hình không quá xa lạ đối với anh em. Nếu anh em nào đã chơi meta 10.9 thì không còn xa lạ với đội hình đấu sĩ pháo thủ nữa. Thì đây là một trong những đội hình dạng đứng top của phiên bản vừa rồi, cái meta vừa rồi. Nhưng ở meta hiện tại thì nó cũng chưa bị nét nha anh em. Hiện tại cái đội hình này cũng còn rất là mạnh, đặc biệt là cách build đồ cho Zenith. Đó là diệt khổng lồ kèm với bùa đỏ. Còn món đồ thứ ba thì anh em có thể tùy chọn, nếu khô máu thì mình chơi cuồng cung, còn nếu không thì anh em có thể trang bị cho Zenith một chiếc giáp thiên thần. Còn Mid Fortune thì ở đây mình chỉ build đồ một cách cơ bản thôi. Còn anh em nào chơi khô máu có thể lên hai cái mũ phù thủy kèm theo một cái áo choàng thủy ngân là ok rồi. Đương nhiên là trong trường hợp mà nếu chó gác nó quá mạnh hoặc là anh em nào nhân phẩm tốt build được chó gác lên 2 sao 3 sao thì sớm, thì anh em có thể dùng đam cho chó gắt, bởi vì đội hình này chó gắt 3 sao cũng khá là mạnh nha anh em. Nhưng mà theo mình thì nên anh em nên chú tâm vào Zenith vì cái xác suất nó cao trong top 4 hơn. Và đội hình tiếp theo mà mình muốn mang đến cho anh em đó chính là đội hình vũ trụ meta. Đây cũng là một trong những đội hình khá mạnh trong cái meta lần này nha anh em. Thì ban đầu anh em có thể thêm Xin Giao và Rakan để kết hợp vũ trụ cũng như là tăng sức mạnh để mà mình giữ được cái độ máu ban đầu để mà kéo lâu hơn về giai đoạn về sau. Tất nhiên là đội hình này thì anh em nên nếu roll được thì anh em nên roll cách lin cũng như sai danh từ sớm để mà lên được 3 sao thì nó sẽ ổn định hơn. Còn về sau thì quân bài chủ lực của chúng ta sẽ là Irelia. Về sau anh em nên dùng đam vào Irelia nhiều hơn.
Red và Lulu là hai quân bài mạnh về sau. Chính vì vậy anh em nếu có thể thì chúng ta nên roll từ sớm. Đây là cách lên đồ mình nghĩ là nó cơ bản thôi. Còn anh em nào có những cách lên đồ sáng tạo hơn thì có thể linh hoạt trong việc lên đồ, cũng như là nếu anh em nào có góp ý thì có thể góp ý comment để mình có thể thay đổi cái đội hình này. Tiếp theo là đội hình đấu sĩ hư không. Và đây cũng là một đội hình quen thuộc, một đội hình khá mạnh trong meta vừa rồi, là bản 10.9 thì nó cũng khá là mạnh trong cái meta vừa rồi. Thì ở meta hiện tại cũng không có gì thay đổi nhiều, họ chỉ điều chỉnh một chút, cho nên đấu sĩ hư không vẫn còn là một cái bàn cờ rất là tốt nha anh em. Đặc biệt là anh em vẫn sử dụng những cái quân bài cũ và những cách lên đồ cũ như ở cái video lần trước mình làm, thì chủ yếu anh em dùng đem vào về post. Nếu Chitofy hiện tại vẫn còn rất mạnh nha anh em. Chitofy ban đầu nếu anh em lên được 3 sao thì càng tốt, và dùng đem cho Chitofy luôn, lên đồ kiểu cho Chitofy là cái vòng âm rồi mũ rồi luôn. Còn nếu không thì chúng ta sẽ bỏ đồ cho Vecod. Và đặc biệt Sona sẽ luôn luôn là quân bài chủ chốt để bút máu cho cái đội hình này, tạo cho sự châu bò của cái đội bốn đấu sĩ. Và nếu anh em nào thích chơi theo kiểu thô bạo và khô máu thì chúng ta có thể sử dụng đội hình vũ trụ không tặc này. Thì đây là một đội hình nghiêng về sát thương vật lý nhiều hơn. Thì mình thấy cái đội hình này thì nếu nó mạnh thì nó sẽ mạnh từ giai đoạn đầu trận. Nếu anh em nào có nhân phẩm nó tốt thì nếu mà roll được ra cái đội hình này sớm thì nó sẽ mạnh đều từ đầu trận, giữa trận đến cuối trận. Trừ trường hợp mà gặp chúng đội hình khắc chế thì thôi, đó là chúng ta phải chấp nhận. Còn đối với đội hình này thì mình sẽ dùng đam nhiều hơn Darius. Nếu anh em nào thích kiểu bổ của Darius thì chúng ta nên dùng đam vào, và dây cũng vậy. Nói chung tùy cái cách linh hoạt của anh em roll thấy tướng nào nó lên sao từ sớm thì chúng ta có thể linh hoạt cung cấp đồ nhiều hơn và trọng tâm của nó nhiều hơn. Và đội hình này thì chúng ta có 2 AD sau nhưng nó cũng chỉ là hỗ trợ, còn anh em nên build đồ cho 3 tướng lần trước, đó là Darius, dây và Xin Giao thì chủ yếu là chúng ta sẽ chống chịu, còn đam trong đội hình này chủ yếu thuộc về Darius và dây. Khu công thì cũng là khống chế, hàng áp thì khống chế thôi. Và hiện tại đội hình của chúng ta ở đây là Thánh Nữ và những người bạn, hay còn gọi là Thời Không và Thánh Nữ, thì vẫn còn rất hot. Sau meta lần trước thì meta này nó vẫn còn hot. Thì mình cũng đã nói là cái sự điều chỉnh trong meta lần này thì không có quá gì nhiều, cho nên Kayle và Miss Fortune là hai Thánh Nữ vẫn là bá trong cái đội hình này. Thì đương nhiên cái đội hình này thì mình cũng không nói nhiều nữa, bởi vì lần trước mình cũng đã nói rồi, cơ bản là chống chịu ở trên và anh em dùng đao và dùng đam tất cả vào cây cũng như Miss Fortune, cố gắng roll từ sớm. Còn ban đầu đồ thì anh em có thể linh hoạt theo cái cách của mình. Còn đây chính là cái đội hình mà việc xong, anh em chỉ còn dùng đam vào Miss Fortune và Kheo. Miss Fortune thì có thể khó kiếm, nhưng mà Kheo thì trong giai đoạn đầu nếu anh em nào trúng cái vũ trụ tốt hoặc là roll tốt thì Kheo xác suất nó ra cũng rất là cao, cũng giống như Zenith trong đội hình phá thủ thôi. Và cuối cùng là đội hình có thể nói là mình sẽ thích nhất trong tất cả đội hình ở đây, và mình đã trải nghiệm của đội hình này nhiều nhất và thích nhất, cảm thấy cái số lượt trong top 4 của nó cao nhất, đó là đội hình siêu nhân mặt tháng. Thì đội hình này thì anh em cần phải kiên trì một chút, vì ban đầu nó sẽ không được như chúng ta mong muốn. Vì fit nếu anh em nào mà vô chúng cái vũ trụ mà đồ tím á luôn, vũ trụ xuống tím á, thì mới vô chúng ta bắt được thì thôi, cái đó điều đó thì nó quá đơn giản rồi. Nhưng nếu anh em nào không có thì chúng ta phải cố gắng duy trì cái đội hình mật thám này từ sớm, để mà duy trì cái mật thám này sau này để lấy lên một cái siêu nhân nha anh em. Còn nói về cái đội hình này thì hiện tại mình thấy Seiko vẫn chưa có bị fit nhiều đâu anh em ạ, nó rất là mạnh. Và vừa rồi thì hiện tại cái cách build đồ của Seiko như vậy là ổn định nhất rồi. Nhưng nếu anh em nào sáng tạo á thì lên cho nó cái là bác Thiên Thanh, nó đứng từ xe đánh cũng rất là bé. Còn đối với siêu nhân ở trên thì chúng ta cứ theo cái cách build đồ này nha anh em. Hiện tại cái xe thì anh em thêm cái bọc phá thì nó khá là mạnh, bởi vì dùng kỹ năng mà còn gây thêm choáng thì cái đội hình này nó cũng rất là tốt. Từ cách chống chịu của Garen siêu nhân cho đến cái cách gây choáng nó cũng khá là ổn định, và đội hình mật thám sẽ là trợ thủ đắc lực để mà tiêu diệt những AD bên kia, có nghĩa là phía trước cũng ok mà phía sau chúng ta cũng thể khắc chế được, cho nên đội hình này mình thấy nó mạnh đều từ tất cả các khía cạnh. Nhưng có một điều là cái đội hình này thì hơi khó build. Bản thân mình thấy nếu như anh em nào mà trình cao rồi á thì chúng ta xoay sở được giai đoạn đầu trận và qua được giai đoạn đó thì cầm cái đội hình này đi nó rất là tự tin. Ok, video trên đây của mình cũng đến đây cũng kết thúc. Và trên đây là những cái đội hình mà mình cảm thấy rất ưng ý trong meta 10.10 lần này và muốn giới thiệu đến anh em.
Anh em nào sử dụng và có thắc mắc gì hoặc là có những cái góp ý gì thì có thể để lại dưới comment, hoặc là tham gia vào group, link mình để dưới phần mô tả, để vào đó giao lưu cùng mọi người cũng như là cập nhật những tin tức mới nhất từ tốc chiến và đấu trường chân lý mobile cũng như trên bảng PC. Và cũng đừng quên ủng hộ mình một like và đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất từ hai sự kiện này nhé. Cảm ơn và tạm biệt anh em.